Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố và một số xã trên địa bàn tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tỉnh, tính đến 16 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2020, tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận ca bệnh mắc COVID-19. Tính từ khi có dịch đến nay, toàn tỉnh đã cách ly 18.073 lượt người. Hiện nay đang cách ly 491 người, trong đó tại cơ sở y tế còn 3 người. Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh có 199 người. Tại cơ sở cách ly tập trung của huyện còn 27 người. Cách ly tại nhà nơi lưu trú có 262 người. Tại hội nghị, các đơn vị địa phương đã báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc rà soát nắm những người cần cách ly, quản lý, theo dõi sức khỏe, đề xuất một số vấn đề nhằm thực hiện có hiệu quả cho công tác phòng chống dịch bệnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ khẳng định, thời gian qua chúng ta đã rất quan tâm đến công tác phòng chống dịch. Kết quả hiện nay vừa là sự may mắn, vừa là thành quả cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Chúng ta đã có những bài học kinh nghiệm trong từng bước triển khai phòng chống dịch và xử lý những tình huống phức tạp nguy hiểm. Trong thời gian tới, để đáp ứng được nhiệm vụ thực hiện mở cửa để phát triển nền kinh tế chung của đất nước, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, hạn chế tụ tập đông người, khuyến khích, động viên thực hiện việc tự giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đồng tình với báo cáo kết quả phòng chống dịch của ngành y tế và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ trong toàn tỉnh, những người đã chịu nhiều vất vả trong tuyến đầu chống dịch và làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Những kinh nghiệm quý báu trong 8 tháng thực hiện phòng chống dịch vừa qua sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta thực hiện phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các sở ngành và địa phương tiếp thu các kiến nghị của ngành y tế để công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao hơn. Các địa phương, đơn vị phải chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó khi xuất hiện các ca bệnh. Quy trình phòng chống dịch phải được kích hoạt thần tốc, phát hiện sớm, xử lý nhanh, bao vây khoanh vùng dập dịch, không để lây lan ra cộng đồng. Mỗi người dân phải tự thay đổi thói quen sống, sinh hoạt và giao tiếp. Ngành y tế tiếp tục đề xuất những giải pháp linh hoạt hơn, hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan công an tiếp tục quản lý chặt chẽ về xuất nhập cảnh, ngành giáo dục thực hiện khai giảng ngắn gọn, giãn cách, phòng dịch. Quy định rõ các trường lớp nào được tổ chức ăn bán trú, quan tâm đến vấn đề ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao quyết định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc công nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên.